tiếp tục nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trước đó, liên tiếp trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 5, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 2 ca bệnh mắc COVID-19 là bệnh nhân số 3237 và 3334 đều trú tại hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành. Tối ngày 8 tháng 5, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định phong tỏa cách ly khu dân cư tại hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế với 40 hộ dân, 144 nhân khẩu. Trong quá trình phong tỏa, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm 2 lần cho tất cả hộ dân phong tỏa với kết quả âm tính SARS-CoV-2. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin COVID-19 tối ngày 26 tháng 5. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long mới đây đã cho biết chủng lây nhiễm virus corona lần này rất nhanh và rất mạnh, lan rất rộng. Đặc biệt, virus có khả năng nhân lên và phát tán mầm bệnh rất rộng. Những nhận định này một lần nữa cho thấy sự phức tạp, nguy hiểm của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đang diễn ra tại nước ta. Hiện nay vẫn liên tục những ca F0 ở những điểm phong tỏa về COVID-19. Và làm thế nào để chặn đứng được những vết dầu loang này? Sau đây là những biện pháp cấp bách của các địa phương. Văn bản về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Hà Nội có nhiều nội dung đáng chú ý như khuyến khích làm việc trực tuyến, bảo đảm hiệu quả công việc và an toàn phòng dịch. Trường hợp những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc các cơ quan đơn vị khi đi ra khỏi thành phố ngoài giờ hành chính phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị hoặc lãnh đạo cấp trên và phải báo cáo lại với đơn vị khi trở lại thành phố, đồng thời khai báo y tế online. Hôm qua đã có thêm 288.000 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca về nước ta. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã nhận 4 đợt vaccine COVID-19 đều của hãng AstraZeneca, tổng gần 2,9 triệu liều. Bên cạnh lực lượng tuyến đầu phòng chống COVID-19, công nhân trong các khu công nghiệp sẽ được ưu tiên tiêm vaccine. Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế có kế hoạch tiêm vaccine hiệu quả, tuyệt đối không để lãng phí nguồn vaccine. Ban chỉ đạo quốc gia yêu cầu các tỉnh thành khẩn trương củng cố điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu, đặc biệt là máy thở, hệ thống oxy trung tâm, khí nén, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu, tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố và các bệnh viện được phân công điều trị COVID-19. Vâng, và phần chính của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục hướng về tâm dịch lớn nhất cả nước, tỉnh Bắc Giang. Trong hôm nay, Thủ tướng Chính phủ đã họp khẩn với Bắc Giang, Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi kiểm tra tận nơi tại tâm dịch Bắc Giang. Đáng chú ý ngày hôm nay, gần 19.000 công nhân và người dân tại 3 điểm nóng nhất về dịch COVID-19 tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã được test nhanh. Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Lê Thị Quỳnh Mai cho biết, phương pháp test nhanh này có kết quả sau 15 phút với độ chính xác lên tới 70-75%. Việc test kháng nguyên nhanh thay thế xét nghiệm real-time PCR định kỳ 3 ngày một lần tại những điểm có nguy cơ cao là vô cùng quan trọng nhằm phát hiện và tách những trường hợp dương tính một cách nhanh nhất ra khỏi cộng đồng. Vâng, bên cạnh các biện pháp cấp bách này thì với tình trạng đóng băng, tuyệt đối không được rời nơi ở để đảm bảo phòng dịch. Việc cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các khu vực cách ly và giãn cách ở Bắc Giang cũng đang được triển khai quyết liệt. Ghi nhận của phóng viên ở tại tâm dịch Bắc Giang. 14 giờ hàng ngày, bất chấp thời tiết nắng nóng, những chiếc xe chở lương thực của đoàn viên thanh niên thôn Trung Đồng lại lên đường làm nhiệm vụ. Gạo, trứng, nước lọc và cả hoa quả, những mặt hàng thiết yếu nhất phục vụ bà con trong các khu giãn cách. Tất cả được các đoàn viên thanh niên giao đến tận tay từng hộ. Bọn em phân phát là mỗi nhà hỗ trợ mỗi nhà một ít ạ. Hỗ trợ cả người dân với lại cả công nhân ạ. Trong cái thời điểm này là lương thực thực phẩm nó mua cũng khó, rồi chính tất cả cấp chính quyền và mạnh thường quân giúp đỡ bà con anh em trong ghế trọ là tôi rất chân thành cảm ơn. Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt trong những ngày gần đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Sở Công Thương làm đầu mối để phân phối hàng hóa thiết yếu tới từng khu vực, đảm bảo đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân, đặc biệt là những khu vực có công nhân đang ở trọ. Thứ nhất là tham mưu Ủy ban tỉnh xây dựng một kế hoạch trong vòng 5 ngày, trong vòng 1 tuần, bình quân là cố gắng
là từ các cái nguồn này hỗ trợ được mỗi người công nhân là khoảng 75.000 một ngày. Hiện có hơn 60.000 công nhân của các tỉnh bạn đang trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cùng với đó là hàng nghìn hộ gia đình đang sinh sống tại các khu giãn cách. Mặc dù vậy, với những nỗ lực của cộng đồng và chính quyền, chắc chắn tình trạng khan hiếm lương thực, thực phẩm tại các vùng tâm dịch sẽ không diễn ra. Vâng, Bắc Giang cố lên. Đó là chia sẻ của rất nhiều người trên các trang mạng xã hội những ngày qua. Cuộc chiến tại tâm dịch lớn nhất cả nước đang nhận được sự chi viện, chung sức và đồng lòng từ rất nhiều địa phương, tổ chức và người dân trên cả nước. Hôm nay, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã lên đường tới tuyến đầu nóng bỏng này để chia lửa cùng các đồng nghiệp ở Bắc Giang với quyết tâm dập dịch và sớm mang lại bình yên cho cộng đồng. 8 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 5, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy với 13 thành viên đã xuất phát đi Bắc Giang. Ekip gồm 6 bác sĩ, 7 điều dưỡng kỹ thuật viên của các khoa hô hấp, hồi sức cấp cứu, tim mạch truyền nhiễm và các khoa cận lâm sàng. Tất cả đều là những y bác sĩ tinh nhuệ và có nhiều kinh nghiệm về phòng chống dịch. Đây đang là một cái tâm dịch lớn nhất nước và cái số lượng bệnh nhân mà càng ngày càng nhiều thì khi mà đi như vậy thì cũng khá là lo lắng. Nhưng mà với vai trò là cái người nhân viên y tế cũng như là với vai trò của nhân viên của Bệnh viện Chợ Rẫy thì cũng phải sẵn sàng lên đường để hỗ trợ cho đồng bào ở ngoài Bắc Giang. Nhóm chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ hỗ trợ lực lượng y tế tại Bắc Giang trong việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là những bệnh nhân nặng phải cấp cứu, lọc máu, chạy ECMO, kiểm soát bằng máy thở, sử dụng hệ thống siêu âm. Ngoài ra, các chuyên gia của Chợ Rẫy cũng tư vấn, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang về công tác xét nghiệm, thiết kế các cơ sở cách ly điều trị bệnh. Cũng nhằm chia sẻ những khó khăn mà các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch và nhiều người dân đang phải ở tại nơi cách ly. Nhiều trường học tại Hà Nội đã phát động phong trào làm tấm chắn giọt bắn, vận động ủng hộ trang thiết bị phòng dịch. Đây là một mùa hè đặc biệt, đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho các thầy và trò của các trường bằng những việc làm thiết thực. Hưởng ứng lời kêu gọi từ nhà trường, những ngày này em Diệp Anh đang rất háo hức để thực hiện kế hoạch nhỏ của mình. Từng miếng nhựa được cắt dán, từng nút cài được lắp ghép một cách khéo léo, cùng với sự động viên của gia đình, em đã nhanh chóng hoàn thành công việc ý nghĩa này. Vì con đã góp được một phần chống dịch ạ. Rất là vui vì cũng muốn là đóng góp một phần công sức nhỏ bé của gia đình và cũng tạo cho các con đóng góp cái tinh thần và cái trách nhiệm để mà trong cái đợt chống dịch Covid. Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, các thầy cô trường trung học cơ sở Yên Sở vẫn miệt mài cắt dán để làm mũ chắn giọt bắn. Chỉ trong ít ngày, đã có hàng nghìn sản phẩm được hoàn thiện để gửi tới đội ngũ y bác sĩ và lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch. Các thầy cô giáo hiện nay là đang trong thời gian nghỉ dịch. Các đồng chí đoàn viên đã đến để cùng làm những tấm chắn giọt bắn với một mong muốn là sẽ tiếp thêm một cái sức mạnh cho những đội ngũ y bác sĩ ở nơi tuyến đầu chống dịch. Đã có rất nhiều trường cùng hưởng ứng phong trào quyên góp ủng hộ tuyến đầu chống dịch. Chỉ tính riêng các trường trên địa bàn quận Hoàng Mai, trong tuần đầu phát động, ngoài số tiền 400 triệu đồng, thì còn có hàng trăm nghìn khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ, nước sát khuẩn tay, hơn 1.000 tấm chắn giọt bắn đã được chuyển đến các điểm cách ly. Cái số lượng không nhiều nhưng mà thể hiện được cái tinh thần đoàn kết và giúp đỡ những người ở tuyến đầu tham gia phòng chống dịch và giúp đỡ những người mà đang trong vùng dịch gặp khó khăn. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, ngày hè đã thêm phần ý nghĩa hơn đối với các em học sinh khi các em được đồng hành cùng thầy cô tiếp lửa cho những nơi tuyến đầu chống dịch, cùng nhau đẩy lùi COVID-19. Thưa quý vị, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư có những diễn biến rất nghiêm trọng. Chỉ trước đây một tháng, cả nước đã ghi nhận gần 3.000 ca bệnh tại 30 tỉnh, thành phố, 10 trường hợp đã tử vong. Hiện khoảng 10% ca bệnh có diễn biến nặng và rất nặng. Chúng tôi muốn nhắc lại những con số này để một lần nữa nhấn mạnh về sự nguy hiểm trong cuộc chiến với COVID-19. Mỗi chúng ta hãy tuyệt đối giữ gìn, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, tự bảo vệ mình và cũng chính là bảo vệ người thân và cộng đồng. Tới đây thì bản tin của chúng tôi cũng xin được khép lại. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức thời sự đáng chú ý khác ngay sau đây. Thưa quý vị, nhằm nâng cao ý thức người dân và siết chặt giải pháp phòng dịch COVID-19 trong cộng đồng, thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản xử phạt vi phạm hành chính trong chống dịch COVID-19.
Theo đó, mức phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm. Người mắc COVID-19 đã điều trị, ra viện về địa phương nơi cư trú nhưng không đăng ký theo dõi sức khỏe tại cơ quan y tế có thẩm quyền, không đăng ký theo dõi sức khỏe với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sau khi ra viện hoặc kết thúc việc điều trị tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Ngoài ra, người đã hoàn thành cách ly y tế tập trung từ các tỉnh, thành phố khác về Đà Nẵng, người từ vùng có dịch về Đà Nẵng nhưng không khai báo y tế, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch khi về địa phương và không tiếp tục xét nghiệm SARS-CoV-2 cũng bị xử phạt theo quy định. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng nay 26 tháng 5, Bộ Y tế cho biết có 80 ca mắc COVID-19 ở trong nước, riêng Bắc Ninh và Bắc Giang chiếm 78 ca, Thanh Hóa có 1 ca và Hải Dương có 1 ca. Như vậy, Việt Nam hiện có 5.931 bệnh nhân, số ca tử vong đến thời điểm hiện tại là 44 ca, số ca điều trị khỏi là 2.794 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 164.173 người. Thưa quý vị, vào đúng 20 giờ tối qua, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã tổ chức dỡ bỏ phong tỏa, kết thúc cách ly y tế đối với các thôn của xã Đạo Lý, Bắc Lý và Chân Lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã có công văn số 38 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam về việc kết thúc cách ly y tế đối với các thôn, khu vực dân cư và thực hiện giãn cách xã hội đối với thôn, khu vực dân cư thuộc 3 xã trên địa bàn huyện Lý Nhân, gồm các thôn Quan Nhân, Thọ Lão, xã Đạo Lý, thôn Nam Đồng Yên và một khu vực thuộc thôn 1 Phú Trương, xã Chân Lý, thôn Nội Đọ và một phần khu vực thôn Cầu Không, xã Bắc Lý. Đồng thời thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với 6 thôn và khu vực dân cư trong thời gian 14 ngày, từ 20 giờ ngày 25 tháng 5. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Nhân yêu cầu 3 địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, duy trì hoạt động của các tổ COVID cộng đồng, tiếp tục chăm lo đời sống cho bà con nhân dân sau những ngày cách ly vừa qua. Thưa quý vị, vào tối qua 25 tháng 5, lô vaccine AstraZeneca thứ tư đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất với số lượng là 288.000 liều. Hiện lô vaccine này đang được bảo quản lạnh và chính thức thông quan vào sáng nay 26 tháng 5. Đây là lô vaccine thứ hai do Bộ Y tế đặt mua thông qua VNVC và lô vaccine AstraZeneca thứ tư về tới Việt Nam. Như vậy, đến nay đã có 4 lô vaccine của AstraZeneca về tới Việt Nam với tổng gần 2,9 triệu liều. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã đăng ký với COVAX để mua thêm khoảng 10 triệu liều vaccine theo cơ chế chia sẻ chi phí với giá ưu đãi. Đến sáng ngày 25 tháng 5, Bộ Y tế cho biết đã tiếp nhận hỗ trợ 125 tỷ đồng, 1 triệu đô la Mỹ và 1 triệu liều vaccine từ các tập đoàn doanh nghiệp cho việc mua và tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin trong thời gian qua, Bộ Y tế đã nỗ lực tìm kiếm đàm phán với các tập đoàn, công ty để sớm tiếp cận được các nguồn vaccine. Dự kiến cho đến cuối năm nay, Việt Nam sẽ có khoảng 110 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Đến nay, thông qua Bộ Y tế, đại diện 8 doanh nghiệp tập đoàn đã trao 125 tỷ đồng, 1 triệu đô la Mỹ và 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho công tác phòng chống dịch. Cụ thể, tập đoàn TNT Group hỗ trợ 1 triệu liều vaccine, công ty cổ phần tập đoàn Ecopark hỗ trợ 1 triệu đô la Mỹ, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát hỗ trợ 50 tỷ đồng, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji hỗ trợ 10 tỷ đồng, ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong TPBank hỗ trợ 10 tỷ đồng, công ty cổ phần tập đoàn Phenica hỗ trợ 20 tỷ đồng, ngân hàng SHB hỗ trợ 15 tỷ đồng, tập đoàn An Phát Holding hỗ trợ 20 tỷ đồng. Thưa quý vị, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam mới ứng dụng hệ thống robot y tế hiện đại Vbot 2 để thay thế cho nhân viên y tế phục vụ trong các khu vực cách ly bệnh nhân COVID-19. Và sự kiện này khẳng định Việt Nam đã làm chủ công nghệ robot phục vụ bệnh viện. Đây là sản phẩm của đề tài độc lập cấp nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng triển khai khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Bác lấy đủ cho số lượng ở trong phòng của mình luôn ạ. Một là xong bác lấy ở trên cái cảm biến cho con cái. Được rồi, cảm ơn. Vbot 2 đã chính thức đảm nhận nhiều công việc khó khăn của các nhân viên y tế tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Đây là hệ thống robot y tế đa nhiệm hiện đại nhất mà các nhà khoa học Việt Nam đã làm chủ công nghệ. So với giai đoạn 1, Vbot 2 được thiết kế chế tạo với nhiều tính năng thông minh hơn như khả năng tự xây dựng đường đi theo bản đồ khu vực làm việc nạp trước hoặc tự xây dựng di chuyển an toàn ra vào khu vực được chỉ định.
Chúng tôi tiếp tục là triển khai trong cái giai đoạn 2 là nghiên cứu thiết kế chế tạo con Vibot 02. Con này thì có tính năng thông minh hơn và hoạt động được ở trong cái khu vực rộng lớn hơn. Hiện tại thì chúng tôi đang cho lắp đặt một trạm trung tâm kiểm soát cùng với cả 5 con robot tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ngoài chức năng vận chuyển, robot còn có đường truyền thông tin giao tiếp riêng với trung tâm giám sát điều khiển. Với chức năng này, người bên ngoài khu vực cách ly có thể giao tiếp từ xa với bệnh nhân bên trong khu vực cách ly bằng hình ảnh âm thanh chất lượng cao. Từ trung tâm có thể giám sát và điều khiển được cùng lúc nhiều robot hoạt động. Giai đoạn 2 thì nó tiếp cận đến cái trình độ cao hơn, tức là robot thông minh. Tự nó xây dựng cái bản đồ đó và nó hoạt động trong phạm vi đấy. Và các robot cũng phải tương tác với nhau. Nhân viên y tế có thể sử dụng trực tiếp nó chứ không cần phải trung tâm điều khiển. Mặt là tránh được cái việc tiếp xúc trực tiếp cho chúng ta sử dụng cái robot để thay thế con người. Và hơn nữa là cái công suất làm việc của robot sẽ tốt hơn và nhiều người sẽ không phải vào tiếp xúc với người bệnh. Theo nhóm nghiên cứu, các công nghệ đã được nghiên cứu hoàn thiện giúp các Vibot vận động linh hoạt trong nhiều môi trường. Do đó, chúng ta có thể đầu tư nghiên cứu thêm để phát triển, mở rộng phạm vi ứng dụng của Vibot cho phân xưởng, nhà máy thông minh hay tại sân bay, khu triển lãm. Trên nền tảng này hoàn toàn có thể phát triển thành các robot quân sự, phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các chuyến bay thương mại vẫn chưa trở lại bình thường. Do đó, việc lên chương trình đi tour đi Mỹ để kết hợp tiêm vaccine thời điểm này là khó khả thi. Chính vì vậy mà Sở Du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các doanh nghiệp tạm ngừng quảng cáo các chương trình này trên các trang mạng xã hội, phương tiện thông tin cho đến hết năm 2021. Đồng thời, các doanh nghiệp phải chờ đến đầu năm 2022 để có thời gian theo dõi thêm diễn biến dịch bệnh và rà soát chuẩn bị kỹ để đảm bảo các điều khoản trong hợp đồng giữa doanh nghiệp và khách hàng như thời gian vé máy bay chiều về, bảo hiểm y tế đối với các rủi ro xảy ra khi tiêm vaccine, khó khăn của khách hàng khi phải rời chuyến bay. Thưa quý vị, vào sáng nay 26 tháng 5, Bộ Y tế cho biết có 80 ca mắc COVID-19 ở trong nước, riêng Bắc Ninh và Bắc Giang chiếm 78 ca, Thanh Hóa có 1 ca và Hải Dương có 1 ca. Như vậy, Việt Nam hiện có 5.931 bệnh nhân, số ca tử vong đến thời điểm hiện tại là 44 ca, số ca điều trị khỏi là 2.794 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 164.173 người. Căn cứ vào tình hình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận, để đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, từ 6 giờ ngày 26 tháng 5, thành phố Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong nhà và cơ sở lưu trú, công viên, vườn hoa, sân golf, sân tập golf trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ và người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, các khuyến cáo của ngành y tế, đảm bảo an toàn phòng dịch. Đối với các sân golf thì chỉ tiếp đón người chơi đang sinh sống tại thành phố Hải Phòng và phải có giấy xét nghiệm âm tính về virus SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày hoặc giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Và trước những thách thức nghiêm trọng của diễn biến dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện 1. Khẩn trương củng cố các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu, đặc biệt là máy thở, hệ thống oxy trung tâm, khí nén, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu, tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố và các bệnh viện được phân công thu dung điều trị ca bệnh COVID-19. 2. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận cách ly và điều trị người bệnh theo phương châm 4 tại chỗ. Sở Y tế và các bệnh viện báo cáo diễn biến ca bệnh hàng ngày, năng lực điều trị, cấp cứu, hồi sức tích cực trên phần mềm trực tuyến cdc.kcb.vn theo hướng dẫn của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế. 3. Chuẩn bị sẵn sàng phương án phân công ít nhất một bệnh viện trong địa bàn làm bệnh viện dã chiến, trong đó có bố trí khu cấp cứu, hồi sức tích cực và chuẩn bị các trang thiết bị, các dụng cụ y tế và các điều kiện khác. Đến sáng ngày 25 tháng 5, Bộ Y tế cho biết đã tiếp nhận hỗ trợ 125 tỷ đồng, 1 triệu đô la Mỹ và 1 triệu liều vaccine từ các tập đoàn doanh nghiệp cho việc mua và tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin trong thời gian qua, Bộ Y tế đã nỗ lực tìm kiếm đàm phán với các tập đoàn, công ty để sớm tiếp cận được các nguồn vaccine. Dự kiến cho đến cuối năm nay, Việt Nam sẽ có khoảng 110 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Đến nay, thông qua Bộ Y tế, đại diện 8 doanh nghiệp tập đoàn đã trao 125 tỷ đồng, 1 triệu đô la Mỹ và 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho công tác phòng chống dịch. Cụ thể, tập đoàn TNT Group hỗ trợ 1 triệu liều vaccine,
công ty cổ phần tập đoàn Ecopark hỗ trợ 1 triệu đô la Mỹ, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát hỗ trợ 50 tỷ đồng, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji hỗ trợ 10 tỷ đồng, ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong TPBank hỗ trợ 10 tỷ đồng, công ty cổ phần tập đoàn Phenica hỗ trợ 20 tỷ đồng, ngân hàng SHB hỗ trợ 15 tỷ đồng, tập đoàn An Phát Holding hỗ trợ 20 tỷ đồng. Thành phố Hà Nội yêu cầu Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm việc khai báo y tế hàng ngày và các biện pháp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời cần tiếp tục đôn đốc việc thành lập mới, hướng dẫn kiểm tra hoạt động các tổ an toàn COVID-19 trong doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại trụ sở cơ quan và đơn vị, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, khuyến khích làm việc trực tuyến, bảo đảm hiệu quả công việc và an toàn phòng dịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam có công văn số 1263 về việc cho học sinh, sinh viên, học viên giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại sau thời gian phải tạm ngừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19 từ ngày hôm nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc cho học sinh tiểu học sinh các lớp 6, 7, 8, 10, 11 và sinh viên, học viên giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại để hoàn thành nội dung chương trình năm học 2020-2021. Và tùy theo diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thì Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quyết định hình thức học phù hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các địa phương, ban ngành liên quan, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, bảo đảm an toàn cho trường học, thực hiện tốt thông điệp 5K, đồng thời cập nhật thông tin sức khỏe cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong thời gian đi học trở lại.